chào quý vị và các bạn. Hôm qua thì vào khoảng 8 giờ tối thì có một anh ảnh điện cho tôi. Thì anh bảo với tôi rằng là anh trình bày cho tôi rằng là anh có một cái giao dịch mà phía bên anh là bên đặt cọc. Và anh yêu cầu phạt cọc là với số tiền là gấp 5 số tiền đặt cọc. Thì sau một hồi trình bày thì anh lại cứ ép là cái giao dịch đó là phải phạt cọc gấp 5 lần. Và anh hỏi rất là nhiều những cái vấn đề. Thì hôm nay cũng thông qua cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, và vì anh gọi trong một cái giữa chừng và anh bảo là không có gọi nữa, thì tôi cũng biết lý do như thế nào. Và tôi cũng quyết định là đem cái câu chuyện của anh để phân tích cho quý vị và các bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Thứ nhất là cũng xin lưu ý với quý vị và các bạn thì chúng ta cũng biết rồi, chúng ta cũng làm trong việc trong giờ hành chánh, thì luật sư cũng vậy, luật sư cũng muốn trong cái công việc đó thì sẽ gói ghém 8 giờ trong giờ hành chánh. Thì nếu được thì quý vị và các bạn tư vấn miễn phí sẽ gọi cho luật sư qua cái khung thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ sáng hàng ngày. Nếu ngày nay quý vị và các bạn không gọi được thì ngày mai quý vị và các bạn có thể gọi, luật sư sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn 8 giờ đến 9 giờ sáng hàng ngày thông qua số điện thoại là 0903 392 861. Trở lại vấn đề của tư vấn là có phạt cọc hay không phạt cọc, thì chúng ta sẽ quay về vấn đề là để mà một cái văn bản này có phạt cọc hay không phạt cọc, người ta sẽ xét vào nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là chúng ta sẽ xem cái đối tượng, cái nội dung trong cái hợp đồng đặt cọc đó có cái đại khái là bây giờ cái đối tượng đó là đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa, hoặc là về mặt nội dung đó như vậy là quyền sử dụng đất này có được phép giao dịch hay không, hay là bây giờ đang ở cầm cố, ở thế chấp ở trong ngân hàng mà bây giờ mình ra mình đặt cọc. Như vậy thì chưa có chấm dứt cái những cái giao dịch trước mà bây giờ mình lại lập một cái giao dịch thứ hai. Thứ hai nữa là cái việc đặt cọc thì xem coi cái quyền sử dụng đất này, cái nhà này là tài sản chung hay tài sản riêng. Nếu trong trường hợp là tài sản này là tài sản thừa kế, có 7 người thừa hưởng, tuy nhiên rằng là một người ký giao dịch, xác lập cái giao dịch đặt cọc là không ổn. Và thêm nữa là cái việc giao dịch đó có tự nguyện hay không, hay là bây giờ hả ông A thiếu ông B là 200 triệu, rồi bây giờ ông B ông bảo là bây giờ buộc lòng phải đặt cọc để mà đảm bảo cái nghĩa vụ trả nợ đó. Tổng hợp tất cả những cái quy định đó, nếu trong trường hợp chúng ta thỏa cái giao dịch đó, chủ thể của giao dịch là được phép giao dịch, đầy đủ năng lực hành vi dân sự, cái giao dịch đó khi mà đối tượng tham gia giao dịch thì hoàn toàn tự nguyện, mục đích và nội dung không vi phạm điều cấm, không trái với pháp luật đạo đức xã hội. Hình thức thì cho đến thời điểm hiện tại thì hợp đồng đặt cọc có thể chúng ta sẽ sử dụng là hợp đồng đặt cọc hai bên đặt cọc bằng giấy tay, hai bên đặt cọc tại phòng công chứng. Thêm cụ vấn đề là anh hỏi với tôi rằng là việc phạt cọc có thể gấp 5 lần hay không. Thưa được, nhưng mà tôi cũng có ví dụ đó. Nếu hai bên giao dịch với cái số tiền là 1 tỷ đồng, tuy nhiên là hai bên đặt với cái số tiền đó, đặt cọc với số tiền 300 triệu, thì phạt cọc lên thì như thế nào? Nó lớn hơn cái số tiền, nó lớn hơn cái số tiền mà đặt cọc đó thì như thế nào? Đó, cho nên cái việc mà phạt cọc hay không phạt cọc thì nếu trong trường hợp các bên đã giao dịch rồi thì không thể nào luật sư biết được phạt cọc hay không phạt cọc. Phải dựa trên tất cả những yếu tố về chủ thể, về khách thể, về đối tượng tham gia giao dịch và rất là nhiều vấn đề. Tôi không hề né tránh. Nhưng nếu như trong trường hợp cái
hợp đồng đặt cọc nó không đúng về mặt ý chí thì vẫn là không được phạt cọc. Cho nên tôi đã có những cái định hướng và tôi cũng mong muốn làm một cái hợp đồng hướng dẫn đồng đặt cọc để cho quý vị và các bạn khi xác lập cái giao dịch là chúng ta biết được rằng giấy tờ đầy đủ. Khi mà luật sư cầm tay chỉ việc cái hợp đồng đặt cọc này, đảm bảo nếu sau này có phát sinh tranh chấp thì sẽ bảo vệ quyền lợi của cái người đặt cọc. Chứ còn khi quý vị đã làm xong rồi thì quý vị đã có thể rằng là trên cái hợp đồng đặt cọc đó, người ta sẽ căn trên những cái quy định của pháp luật, những cái nội dung, ý chí của các bên thỏa thuận rất là quan trọng. Thì thưa với anh và cũng thưa với quý vị và các bạn rằng nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn đã làm rồi thì quý vị và các bạn phải đưa cho luật sư để luật sư xem được cái hợp đồng. Chứ nếu như trong trường hợp mà chỉ nói qua tư vấn, qua điện thoại thì không thể nào có thể xác định được trong trường hợp này là phạt cọc hay không phạt cọc. Và cũng bỏ nhỏ với quý vị và các bạn thì tôi chỉ cố gắng trong cái khả năng, trong cái thời lượng cho phép thì cố gắng mỗi một ngày tôi tư vấn 2 khách hàng thông qua cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Còn lại thì tôi cũng phải ôm những cái công việc mà văn phòng đã và đang thực hiện cùng với những lời tư vấn của quý vị thì tôi sẽ dẫn giải và tới lên làm video. Cũng nói rõ đối với quý vị và các bạn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta không phân biệt là nam phụ lão ấu, không phân biệt giới tính, không phân biệt tôn giáo. Chúng tôi vẫn welcome, chúng tôi vẫn tư vấn tất cả mọi anh chị em. Có nhiều người bước đầu bóc máy điện thoại lên rằng là chị Thu ơi em nghèo lắm, chị Thu ơi em làm công nhân. Công nhân thì đã sao? Mỗi một người có một nghề, mỗi người có một vị trí trong một xã hội. Và nghĩ rằng nếu tôi làm luật sư, tôi đem thông điệp đến cho mọi người, đó cũng là cái kiến thức, cũng là cái đạo đức. Còn nếu như trong trường hợp anh làm công nhân, anh làm hoàn thành tốt trong cái công việc, và tôi cũng là người xác định thông điệp của nghề, đạo đức của nghề đem đến và san sẻ cho tất cả mọi người. Cũng có những người đề cập đến những vấn đề trả phí thì tôi vẫn đưa cho họ những cái tài khoản. Và có những người không đề cập đến vấn đề phí thì tôi vẫn tư vấn cho họ bằng cái lương tâm, bằng cái đạo đức, bằng cả cái nghiệp luật sư nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem chương trình và tiếp tục đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.